Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nha, Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. À, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau à, đến với cái tự game VNG Và hôm nay mình sẽ à, quay trở lại cái nick ký game để làm gì? À, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở bản nhân phẩm các bạn nhé. Mình sẽ mở một số nick các bạn gửi nữa. Thật ra cảm ơn các bạn rất nhiều khi mà trước ngày update các bạn đã nhắn tin chủ động nhắn tin tới mình để à, bảo mình vào clip để mở luôn. Ok thì chúng ta sẽ cùng nhau mở bản nhé. Thì uh, câu chuyện của ngày hôm nay sẽ tập trung vào vấn đề là rương pét thôi. Đấy, cái rương pét thì nó cũng khá là quan trọng. Uh, để mình kiểm tra thì <laughs> không mà chưa quay là thấy bà luôn. Ok nhá mình sẽ mở nhá Mười này. Thì đợt này uh, có ra pét uh, mới nhá các bạn. Ra pét mới thì mình check cho các bạn luôn. Hoàng thần này. Đây, chúng ta sẽ vẽ vào một đồ giám này. Đấy, đây, bạch tạch đã ra cái bạch tạch cho nhé Cái clip về bạch tạch thì mình cũng đã làm rồi Các bạn mình sẽ để ở phần bình luận cho các bạn nào muốn xem lại nhé Ok mình sẽ mở luôn 10 à, này được cái thì mở cái rương tén này cho chúng ta vàng khá là nhiều các bạn không ra bé thì cũng cho ra vàng ui chưa ra một mảnh bạch tạch nào luôn khoai đấy nhỉ À, ra hai mảnh bạch cạnh này các bạn này. Đấy. Tiếp theo nào. Một mảnh này. Cũng ngon đấy các bạn nhé. À, lúc nãy mình mở 170 mấy rương thì thôi mình mở mắc hết một lần này. 118 mảnh nhé. Ờ, à, 118 rương. Thì xem ra được con bạch trạch hoặc một con pet nào không nhé. Ui, 7 mảnh bạch trạch các bạn ạ. Nghĩa là tỷ lệ nó chia cũng khá là đều đấy các bạn nhé mảnh, mảnh, 7 mảnh bạch trạch này Mỗi tự tẹt khác đều ra từ 6 đến 7 mảnh Nếu mà ra từ 6 đến 7 mảnh như thế này Thì mình thấy cũng ổn đấy các bạn nhé Và 3800 Kim Nguyên Bảo nữa Mình thấy tỷ lệ ra sản xuất nó chia khá là đều 2, 4, 6, 8 Hiện tại đang có 8 con tẹt Đây mình sẽ check một chút nào không biết thì nhân phẩm ngày hôm nay sẽ rơi vào nick nào đây <laughs> nói chung là uh, cũng khá là giải trí đấy các bạn ui anh nhái được ghép luôn này ghép niên thú này rồi được ghép ở uh, kim mô luôn này bởi vì mình khá là chia đều các bạn nhá đây 10 mảnh các bạn ạ. khoai nhỉ mở uh, gần 200 rương mà được 10 mảnh Nên là các bạn cũng phải tính toán một chút đấy các bạn nhé tính toán về vấn đề uh, chúng ta phân phối trong quá trình quay nữa Uh, server nào mà đợt này mà mở ra cái quay bạch tạch thì rất là ngon server mình thì uh, ra mấy ngày rồi trước một hai ngày rồi ok nếu mà mở thế này thì mình mở uh, rương vàng luôn các bạn nhé 10 này nick này thì hầu như là chưa nổ rương vàng lần nào cái nick uh, ký ức game này mình đang có kế hoạch chuyển phe các bạn nhé và mình chuyển đến tất cả phe luôn và mình sẽ tát tét tất cả các loại đam cho các bạn nhé mình sẽ lấy nick này làm ui Ui, má mình tưởng ra đồ đỏ 50 này, 40 đi Khoai lắm các bạn ạ 72 này mở hết đi Đấy Ui, không ăn thua các bạn nhé, khoai lắm Ok, ờ à, nick này còn cái gì mở nữa không nhỉ À, có khổng minh đăng này nữa Khổng minh đăng này khi nào các bạn thích mở cũng được nhé Đấy, ra đa số là mảnh tướng đỏ thôi Ok, thì mình sẽ qua một nick uh, khác nhé, mình sẽ qua nick chú heo đi. Hay là để nick chú heo cuối cùng các bạn. <laughs> để nick chú heo cuối cùng để mình vào nick mấy bạn kia luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau uh, tiếp tục tới một cái nick của một bạn nữa. Bạn này tên in game là Tuyệt Vi. Bạn này đang là top 2 lực chiến của server bao nhiêu đây? Của server mình nhớ không nhầm là server 82, đúng rồi, bạn này server 82, <laughs> thuộc uh, tông môn Thiên tộc. Nói chung là cũng cảm ơn chủ Nick rất là nhiều khi mà à, có một số đồ để cho chúng ta mở để trải nghiệm cái nhân phẩm. Nói chung là nhân phẩm thì nó sẽ rãi đều cho tất cả các nick thôi. À, hôm nay thì mình sẽ mở nick này là 210 cái rương pet. Mình check pet của bạn này một chút nào. Pet của bạn này khá là ngon đấy các bạn nhé. Có bí bảo, anh chiêu bí bảo thì hưu rồi. À, mình xem đồ giảm pet nào. Hầu như bạn này đã kích hoạt rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau trong chờ bạch trạch <laughs> <laughs> vấn đề có nổ được nhân phẩm hay không đây nó phải là duyên phận nha các bạn à, mình sẽ mở tỷ lệ là hai này đúng không bốn này đấy ôi một mảnh kìa ngon bốn này tám này ui vãi nhái đù má bú rồi các bạn ạ bú tì hưu rồi nói chung là mở một con pet là lãi rồi nha các bạn nhé chưa kể là mở ra tỉ hưu Đối với minh giới thì các bạn biết rồi Minh giới tỷ hưu rất là quan trọng luôn Mà mở được tỷ hưu thì các bạn biết như thế nào rồi nick này là nick minh giới các bạn nhé Ui Thế này thì nhân phẩm sau này rơi vào nick chú heo được nữa Thôi thì cứ mở nha các bạn Ra được một con tỷ hưu khá là <laughs> Tiếp này Nói chung là vẫn có tỷ lệ ra nhiều nha các bạn Ờ lúc nãy 8 rồi nhỉ 8 rồi mình sẽ mở đến 16 này Đấy 16 này nổ no. Ui, bây giờ không Nói chung là ra tỷ hưu và lãi rồi các bạn nhé 10 này Thôi, chúng ta sẽ reset lại đi Hạ, à, 1 này Đấy, Tính ra mở ít nó Nhân phẩm nó dễ ra hơn các bạn nhỉ 2 này Rồi đến 4 này Đấy, 4 này Rồi đến là 8 này Đấy, 8 Ui, không ra 16 này 16 Tiếp Ui, không ăn thua Ờ, à, chúng ta thấy cái tỷ lệ ra mảnh bạch trạch còn nó có vẻ nhỏ hơn nhỉ các bạn nhỉ. 16 32 đi. Đấy. Không ra các bạn ạ. Khoai được khoai rồi, không ra các bạn. Thì uh, nếu không ra thì chúng ta qua rương vàng chúng ta làm 10 rương vàng. <laughs> Vẫn là câu chuyện nhân phẩm thôi. Đấy, chúng ta sẽ rải rải đều nhân phẩm. Đây hai này. Thế này thì bú rồi các bạn ạ thật sự là cảm ơn các bạn đã uh, gửi nick để cho mình có cái gì đó mời nhân phẩm chúng ta cùng nhau trải nghiệm mời nhân phẩm uh, mình sẽ reset lại nhé một này uh, hai này tiếp theo nữa là bốn này ôi mình check tí coi mình quay chưa bốn này tám này ui khoai các bạn <laughs> Hồi hộp vãi luôn Vì không ăn thua rồi các bạn nhé Còn 66 cái nữa 66 cái nữa sắc mở hết luôn các bạn nhé Số đẹp Ra không các bạn Ra 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 Ui Không thấy giật là không ra rồi Nhưng thôi lãi rồi các bạn nhé Vậy là với khoảng hơn 200 rương Mở nick cho bạn TT Tuyệt Vi Thì chúng ta sẽ có cái nhân phẩm Thứ nhất là được một em tì hưu Đấy, được một em tùy hưu nhá. Đấy, được một em tùy hưu cho minh giới là quá tuyệt vời rồi. Minh giới mà không chơi tùy hưu. Kể cả tùy hưu là một thần tướng chơi về dài nó khá là tốn bởi vì uh, cái bí bảo của nó cũng gây ra đam mà các bạn. Đam bằng sinh lực mà nên cũng khá rất là ngon. Về vấn đề pet này thì được 16 mảnh là ngon hơn lúc nãy là Lúc nãy thì uh, uh, lúc nãy thì khá là ngon rồi các bạn nhé. Đấy, lúc nãy là mình nhớ không nhầm là nick của ký ức game chỉ có 10 mảnh thì mấy mảnh thôi mà nick này 16 mảnh chưa kể là mở ra Petty hưu nữa Ok rồi ngon nha các bạn Ok chúng ta sẽ cùng nhau uh, qua nick một bàn nào đó nữa đi nhỉ Ok uh, mình sẽ quay lại với cái nick chú heo của mình và hôm nay mình sẽ mở cái nick chú heo luôn uh, đào qua một số nick của một số các bạn khác thì hầu như các bạn đã mở rồi các bạn hầu như mà để cho một ai đó mà nhìn tích thì khá là khó các bạn thấy được nick chú heo của mình cũng tích rất là tốt nha các bạn ạ. 412 rương. Tổng cộng là hôm nay mở tầm gần 1000 rương đấy, tính cả rương vàng nữa thì không biết là như thế nào đây. Ờ uh, ok, mở luôn nhá. Thứ nhất là mình sẽ mở rương vàng trước đi. Hai này. Hai này. Một số bạn bảo tỷ lệ 22 này mở nó ra rất là tốt nhưng mình thấy là nó <laughs> hơi khoai các bạn nhá. Mình thấy hơi khoai một chút. Nói chung là cứ những cái đại hội tích đồ như thế này mình khá là thích. À, một số bạn nào mà thích thì uh, có gì các bạn nhắn tin trước cho mình một chút để mình có gì mình nốt lại cái lịch của các bạn Đôi lúc các bạn uh, ngứa tay các bạn mở hết rồi mình vào nick các bạn lại không có gì Thì lúc đó khá là mất thời gian của mình Thật ra thì trong những lần mình làm clip như thế này thì mình đều phải uh, dành một số thời gian khá là nhiều Để mình vào uh, nick của các bạn, rồi mình nghĩ content các kiểu nên có gì các bạn... Uh, À, giúp đỡ mình chút nhá đôi lúc mình vào nick một số bạn thì không còn gì nữa các bạn mới hết rồi nên cứ mỗi lần mình vào, vào ra một cái nick thì nó cũng khá mất thời gian của mình khá là đen các bạn ạ mở không ra này Với tỷ tỉ... ui và anh nhái mình tưởng ra chứ ok mình sẽ mở tỷ lệ công thức một hai bốn À, mở cho nick chính của mình rén lắm các bạn Nick lúc nãy là nổ nhân phẩm tỷ hưu rồi Không biết nick mình chỉ cần con pet gì cũng được nha các bạn 8 Ờ à, tiếp theo nó là 16 Ui Ồ được hai bạch bạch kìa các bạn này 16 32 này 32 nha các bạn Đấy 3 Ui ba mảnh bạch bạch các bạn ạ 2, 4, 6, 7 Tỷ lệ Nói chung là được cái vàng rất là nhiều 32 Khoai lắm các bạn 32 lên quả 64 này 64 là dần nhá các bạn nhá. Không lên nữa đâu Lúc nãy chúng ta mở trăm mấy mà có nổ đâu Ui bốn mảnh bạch trạch Cái tỷ lệ nó thấp lắm các bạn ạ Khoai được Quả này khoai này Quả <laughs> này khoai rồi Thấy 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 mùi gì đó rồi các bạn Phải ra đánh nhau tí cho nó Ui gặp hai tỷ sáu Hơi khoai Đánh nhau tí các bạn cho nó Đỡ buồn Gặp một bạn uh, Minh giới Khá lắm mạnh ấy các bạn Không biết ăn được không Bạn này không biết là phản đam nổi ngộ không của mình không Có vẻ là không phản đam nổi rồi các bạn Đấy không phản đam được đâu Tầm này ngộ không của mình là nó một thứ gì đó Nó <laughs> Khá là đáng sợ Ui nhìn bạn này kinh ấy các bạn nhá Thôi thôi xong rồi Mình gặp quái vật rồi các bạn ơi. Mình gặp quái vật nhịn rồi Giật đi nhất tiễn mai ngon 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 Còn đủ liên kích không Còn đủ liên kích không? một quả nữa Ui quả nữa Ui hế yeah. Vừa đủ liên kích Anh nhái Không quả đó không đủ liên kích Mà Nata nó bật dậy thì có khi Ăn lờ À, mình mình giảm cái tiếng tí nhá Ok, chúng ta sẽ quay trở lại đây. Không bây giờ mở ít tôi các bạn. Mở nhiều cảm giác nó không khoai 2 này. Nó khoai lắm. 4 này. 8 này. Được một mảnh bài tạch kìa, 16 này. Ui, nhân phẩm rơi vào nick của bàn kia rồi. <laughs> 32. Rồi dừng. 32 là dừng thôi các bạn nhá. 2 này. Qua đây là 4 này. Qua đây là 8 này. Đấy, rồi qua đây 16 này. 16. Ui. Ui, cái gì thế này? Cái gì thế này? Mình bảo rồi các bạn cứ tích đồ đi, bàn tay vàng trong làng mở bán là mình chứ ai nữa. Có 2 triệu rơi vào đầu các bạn nhé. 2 triệu rơi vào đầu xin nhẹ 2 triệu mở tiếp này hai này hai này Í, hạnh phúc quá các bạn hạnh phúc chào dâng. lãi rồi đấy các bạn nhé pet cũng được pet cũng 2 triệu mà cái gì cũng 2 triệu đấy ra đánh tí cho nó bớt đen thì các bạn nhé à, quên không phải bớt đen mà nó reset nhân phẩm nó nối chuẩn chứ hai này <laughs> bốn này 8 này Ui 16 này Không ra này 32 đúng không Nổ Không được các bạn Qua đây đi 2 này 4 này Ui mình từng một món nữa 4 8 này Ui toàn đá tinh luyện vậy trời 8 rồi 16 này Ờ rương vàng này mình kiếm từ đâu á Một số bạn hỏi rương vàng này mình có bỏ kim nguyên bảo ra mua không Tất nhiên là không rồi Chủ yếu là gia trang ra nha các bạn nhé Chủ yếu là nguồn từ gia trang Một này à, Hai này Ra một con pet nữa là bú các bạn nhé Bốn này Tám này Mì sáu này Ui, không ăn thua rồi các bạn ạ bây giờ ta chơi kiểu khác thôi chơi, chơi kiểu 10 10 10 10 các bạn nhé chơi bây giờ chơi tỷ lệ là 10 10 10 các bạn ạ à, vào gia trang kiếm ít đồ nè đây gia trang là một nguồn kiếm đương vàng cực kỳ nhiều nhé bạn nào mà chăm chỉ thì, uh, on gia trang thì kiếm được khá là tốt đấy Ok tỷ lệ 10 nhé các bạn nhé 10 này đấy, lại qua đây 10 này Ninh mình tích cũng nhiều đấy các bạn từ đợt clip trước đến clip này là như thế này là tích nhiều đấy 10 tiếp này, tầm một tháng này tầm mình sẽ mở lên một cái clip như thế này cho các bạn uh, mở bát cùng với nhau nhé. Các bạn nào có kế hoạch thì uh, có thể nhắn tin với mình về mình uh, lên một cái bảng Excel riêng để những cái nick nào mà hay mở bán thì chúng ta cùng nhau chung vui trong cái hân hoan của liềm của cái clip này nhé các bạn. Ui mở 10 không ăn thua các bạn nhé. Mình thấy có cái mùi đó nó 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 khoai lắm các bạn. 10 này tính ra chúng ta mở một nghìn rương rồi đấy các bạn nhé ôi <laughs> ôi lúc nãy được ba cái mảnh ba cái mảnh bạch tạch kìa các bạn kìa đấy. nhưng các bạn nhớ là mình vẫn đang tích khá nhiều nhé bạn nào xem kênh của mình sẽ biết là mình hầu như có kế hoạch tích hết và bạn nào mà ui quả này khoai rồi các bạn ạ có mì khoai đây hai này. Hai này. Khoai các bạn mở X10 mà không ăn thua như thế này là đắng này. Đây còn uh, 10 cái nữa mình sẽ phệt luôn các bạn nhé. Nổ. Ui, không ra, không ra, không ra các bạn ạ. Nếu mà không ra thì uh, chúng ta làm tí ở đây này. cứu. <laughs> đây gọi là cứu vớt chúng sinh các bạn nhé. Đây gọi là cứu vớt 10 cái này ra ui không ra thôi thì ra được một món nón đỏ là rất là ngon rồi các bạn nhé đúng cái mình đang thiếu luôn các bạn thấy chưa cuộc sống nó luôn luôn công bằng đối với chúng ta các bạn nhé <laughs> <Đúng không? cười> thiếu nón là cho nón luôn các bạn ấy nick mình đang thiếu nón nhé mà cho nón luôn hôm bữa thì nổ, cái áo đúng không bạn là xem clip trượt tướng nổ cái áo bây giờ nổ cái nón không nổ pét cũng được thì với khoảng gần 500 trăm rương pét thì mình sẽ có cái gì đây mình sẽ có khoảng 33 mảnh Vậy là sắp tới thì mình cũng có thể lấy được Bởi vì sắp tới mình còn vé quay Vé quay thì mình cũng tích khá là nhiều Đợt này mình nhớ không nhầm là mình tích vé quay Vé quay của sự kiện pet là cái gì nhỉ? 40, 10 Được đã tinh luyện khá là nhiều đấy các bạn nhé Đây, thiên cơ bản này Đấy, ở à, thiên cơ bản là thẻ biến thân đây phép này 67 gái 67 cái thì chắc chắn là có đủ để kiếm khoảng 50 cái mảnh pet đấy các bạn hầu như là có cơ hội đấy mình lấy bạch tạch luôn mong rằng nhưng uh, sự kiện đó vừa mới ra cách đây 2 ngày khá là tiếc nhỉ Thôi thì uh, số phận nó đưa đẩy như thế chịu thôi đấy, nói chung là một lần nữa cảm ơn uh, VNG đã uh, tài trợ chương trình này Cảm ơn là uh, nhà phát hành đã fit lại cái tỷ lệ cho mình <laughs> nói vì vậy thôi cái gì nó cũng là nhân phẩm nhé một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình à, các bạn mua dinh ủng hộ mình thì mình rất là cảm ơn các bạn có thể liên hệ facebook mình phần mô tả nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại